Các bạn thân mến, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sửa TV Darling, TV đời cũ nha các bạn. TV đích led đó các bạn nha. Rồi, đây là hiệu Darling nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện mình thử lên cho các bạn xem nha. Hiện tượng của TV các bạn, khi mở lên nó có một cái sọc bự đứng như vậy nè các bạn ha. Ở giữa nó hơi bầu bầu một tí, đó, nó sọc đứng bự như vậy nè. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra sửa nha các bạn. TV này là TV đích led nha các bạn. Cái bóng đèn của nó ngắn hơn so với TV truyền thống đời đầu nha các bạn. Cái TV đích led này nó cái đích nó ngắn nên các bạn mở nắp ra các bạn không cần phải úp TV xuống ha. Các bạn để đúng như vậy, các bạn mở ra luôn. TV này nó còn tem luôn nè các bạn, chưa lột tem luôn nè các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ phá tem nó luôn nha các bạn. Rồi mình gỡ ốc rồi các bạn, bây giờ mình chỉ dỡ cái nắp nó rút ra đằng sau thôi các bạn nha. Trong TV này từ hồi mua tới giờ chưa có sửa các bạn, bây giờ mình mới lột tem mình sửa đó nha các bạn, nên ở trong nó rất là bụi, rất là dơ luôn các bạn ha. Và theo cái bệnh của cái TV này á, là mình dự đoán là nó bị cái phần ngang nha các bạn, vì nó có một cái sọc đứng đó các bạn, là cái phần dọc nó đã chạy rồi nha, đó, nó chỉ bị cái phần quét ngang thôi các bạn nha. Rồi để mình sơ lược cái phần bên trong máy này các bạn ha, nó cũng như mấy TV kia đó các bạn. Đây là cái phần playback cao áp này các bạn, nó cùng kết hợp với con sò ngang các bạn ha, để nó tạo ra cao áp đó. Rồi một đường của nó là lên trên cái cuộn dốc này các bạn, cuộn quét ngang nè ha, cuộn ở ngoài là dọc nha các bạn, cuộn ở trong mới là cuộn quét ngang nha. Rồi bây giờ mình sẽ lật cái mặt in lên để mình sửa nha các bạn. Đó, đây là phần cao áp nè các bạn, thấy không đó, nó gồm có 10 chân các bạn. Rồi bây giờ trước tiên chưa đo chứ gì hết, mình sẽ hàn lại trước nha các bạn, vì mình thấy mấy cái chân của nó cũng hở đó, mình hàn lại trước cho nó ngay ngắn cứng cáp rồi mình mới sửa nha các bạn. Mình hàn lại rồi các bạn, rồi mình cắm điện lại thử thì nó vẫn y như vậy các bạn, nó vẫn không hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích cái đường đi của cái phần ngang nha các bạn. Rồi bây giờ mình phân tích nè các bạn, ở ngay chân xe sò sáng nè các bạn, xe sò ngang ha, nó có một cái mối đường dây này các bạn, nó chạy dòng lên cái cuộn lái tia ha, nó chạy lên cái cuộn ngang này các bạn, cuộn ngang ở trong này ha, nó chạy dòng lên đó thì nó sẽ quay về cái chân dây màu xanh này các bạn, đó nó về ngay chân này ha, đó nó dòng lên cái cuộn lái tia rồi nó về ngay chân này, đó rồi từ đây mình sẽ rà đi nha các bạn. Rồi bây giờ mình lọc lên trên cho các bạn xem cho dễ thấy nè ha. Đó là ngay cái bẹ dây cắm này các bạn, đó cái dây đỏ là nó sẽ lên trên cái cuộn lái tia ngang ha, rồi nó quanh về dây xanh đó, rồi nó sẽ đi qua mé bên mấy cái tụ này nè các bạn. Rồi bây giờ mình lật xuống dưới mình sẽ ra đường đi của nó tiếp nha các bạn. Đó, mình lật xuống dưới nè để mình quay gần lại cho các bạn xem nha. Đó, tiếp đường hồi nãy nè các bạn, nó đi tới đây xong cái nó qua đường nối nè các bạn, đó, nó qua hai cái đường nối nữa nè, đó từ đây qua đây nè các bạn, rồi qua đây ha, đi tới đây nè các bạn, rồi nó qua đây ha, đó rồi nó dòng xuống đây, đó rồi nó qua cùng dây đồng, rồi nó sẽ qua cái tụ này các bạn, cái tụ này là cái tụ ngang á các bạn, cái tụ này nó đóng xuống mát ha. Đó đường đi của nó nè các bạn, có thể là trên đường đi nó sẽ qua mấy cái cuộn dây đồng nhỏ nhỏ nữa nha các bạn.
Rồi cuối cùng là nó sẽ qua một cái tụ để nó đóng xuống bát các bạn nha. Rồi đây là mặt trên đó nè các bạn, đó là cái tụ này nè các bạn ha. Nó gồm có nhiều cái tụ lắm nha các bạn. Nhưng các bạn phải biết được cái tụ nào ha. Đó, nó dòng qua mấy cái cuộn dây đồng nhỏ nhỏ nữa các bạn. Các bạn phải rà cái đường đi nó chính xác để biết cái tụ nào là cái tụ ngang nha các bạn, để nó đóng cái cuộn ngang nó xuống mát đó các bạn ha. Rồi để mình thay cái tụ đó nha các bạn. Thì cái bệnh này là đa số là nó bị bên cái phần tụ ngang đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái tụ nó ra nè các bạn. Tụ này thì dễ gỡ rồi, các bạn chấm nhanh hai đầu là các bạn rút nó ra thôi ha. Đó, đây là cái tụ ngang nè các bạn, cái tụ để nó đóng xuống mát để cho cái tụ ngang nó hoạt động các bạn nha. Rồi mình sẽ xem cái chỉ số trên lưng của cái tụ nào các bạn, với là cái số vôn của nó ha. Đó, mình có tìm được một cái tụ khác nè các bạn, nó nhỏ hơn tí xíu các bạn, nhưng mà nó cũng tương đương như vậy. Vì cái tụ này, cái đời tivi của cái đít led này nè các bạn không thể lấy cái tivi đời hồi xưa cái đít dài mà các bạn, cái tụ đó các bạn gắn vô nó không có chạy được đâu nha. Từ cái đèn hình nó ngắn đó các bạn, thành ra cái cuộn dốc, cuộn lái tia của nó đó, nó quấn cái trở kháng nó cũng khác làm sao đó các bạn. Cho nên mình đã gắn thử cái tụ của tivi đời trước đó các bạn, gắn vô là nó hình nó rất là nhỏ nha các bạn. Mặc dù là mấy cái tivi đời cũ đời trước đó các bạn, cái cục tụ nó rất là bự các bạn. Nó bự các bạn, nó bề ngoài là nó bự gấp đôi cái cục này luôn đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái cục mấy cái tivi đời cũ này các bạn, nó bự lắm các bạn. Đó, nhưng mà gắn vô nó lại không được các bạn nha. Các bạn phải tìm đúng cái tụ ở trong mấy cái vỉ máy cũ đó các bạn, là của mấy cái tivi mà đít led luôn nha các bạn. Đó, thì nó chênh lệch cái chỉ số nhau chút đỉnh cũng không sao, là cái số vôn của nó đủ là được nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp cái tụ này vô các bạn ha. Các bạn lưu ý là các bạn phải lấy cái tụ của cái tivi đít led mới được nha các bạn. Còn nếu các bạn không có cái xác của máy tivi với đít led á, thì các bạn phải cầm cái tụ này nè, các bạn ra tiệm linh kiện các bạn mua đúng chỉ số của nó và số vôn của nó nữa nha. Các bạn gắn đúng chỉ số của nó thì mình mở lên là nó đúng hình luôn, không cần chỉnh nữa các bạn. Nếu các bạn mà không gắn đúng chỉ số đó, cái hình đôi khi nó nhỏ vô hoặc là nó bự hơn nữa, các bạn phải cân chỉnh lại rất là cực. Cho nên các bạn nếu có được cái tụ ở trong cái vỉ tivi khác thì tốt hơn ha. Còn nếu không có thì các bạn ra tìm linh kiện mua đúng chỉ số của nó nha các bạn. Rồi mình đã hàn xong rồi các bạn. Đó, mình đã hàn xong rồi ha. Bây giờ mình cắm cái dây nguồn vô nè các bạn để mình thử cho các bạn xem ha. Rồi giờ mình sẽ ráp sơ nó vào cho ngay thôi các bạn, để nó tránh đụng chạm những cái vật mình để bên ngoài các bạn ha. Đó, rồi mình cắm lại mấy cái dây cắm cho nó chắc chắn các bạn. Rồi mình sẽ quay lại mình cắm điện cho các bạn xem ha. Rồi như vậy là màn hình đã lên sáng đều rồi nè các bạn ha. Đó, nó bị nhiễm từ tí xíu dưới góc và mình ráp vô là nó hết nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho tín hiệu vào thử nha các bạn. Những hình ảnh này giờ đây đã quá quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Một nhóm người đứng trên phố, mỗi người đều chăm chú vào chiếc điện thoại của mình. Dường như họ không biết đến sự tồn tại của những người khác. Một cặp tình nhân đang tận hưởng kỳ nghỉ ở bãi biển, nhưng chàng trai vẫn nắm chặt trong tay chiếc điện thoại. Hai anh em đang ở cùng nhau trên phố, nhưng mỗi người chìm đắm trong thế giới riêng của mình qua màn hình nhỏ bé. Đây là một vài bức ảnh trong bộ ảnh mang tên Ở một nơi nào đó của nhiếp ảnh gia người Anh George Pullman. Bạn đang sống ở thế giới mà tổ tiên của chúng ta từng sống trong hàng ngàn năm qua, hay bạn đang ở một thế giới khác? Nếu hai người thân hoặc quen biết nhau cùng đi dạo trên phố, cả hai cùng nói chuyện riêng qua điện thoại trong suốt chặng đường, họ có thực sự là đang ở bên cạnh nhau hay không? Bộ ảnh của Just Pullman cho thấy một khía cạnh khác của cuộc sống số. Hàn Quốc với tỷ lệ 16%, tương đương với trên 140.000 thanh thiếu niên nước này nghiện điện thoại thông minh và Internet, tỷ lệ cao nhất trong các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Đây cũng là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm, khiến chính phủ Hàn Quốc phải xây dựng hàng trăm trung tâm cai nghiện màn hình như thế này. Chỉ có sách vở, tô màu, nấu ăn, hát hò và thiệt, vui đùa cùng chúng bạn
và quan trọng nhất là đi ngủ vào lúc 9 giờ tối. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.